Dạ chào cô chú. Bây giờ là trưa, gần 1:30 rồi, 14 tháng 3 ha. Hắn mới xử lý số đơn hẹn cô chú xong rồi về. Đang coi mấy đơn lẻ đang đóng nè cô chú ơi. Này đóng gửi đi các tỉnh đó. Thì chính yếu clip này là con muốn chia sẻ cô chú là dịch vụ giao cây toàn quốc ở cây giống Tâm Phúc như thế nào. Đầu tiên thì con xin chia sẻ những điểm gần ha. Ví dụ như là ở Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh ta nè, là bên con gửi cây hàng ngày cho cô chú bà con mình luôn. Thoải mái, đi rất là nhanh, trong vòng khoảng 3 tiếng là tới nơi. Hai là tuyến quốc lộ nè, ở đây Chợ Lách con là quốc lộ 57, sẽ có xe khách chạy từ đây về tới điểm cuối đó là Năm Căn của tỉnh Cà Mau. Thì dọc trên quốc lộ như là đi ngang Bình Vĩnh Long nè, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau, thì trên dọc quốc lộ đó bà con chúng ta ở gần có thể ra nhận ha. Còn vào sâu bên trong á, thì xe khách này không có đi đó, đối với bà con số lượng ít. Hay là tiến đi về tới Ti Tôn của An Giang thì chạy quốc lộ đó, như quốc lộ 91 á, thì giao dọc đó luôn. Hoặc là về tới bến xe Châu Đốc, tiến bên Đồng Tháp thì có đi về tới Hồng Ngự, Tân Hồng. Nên bà con chúng ta cứ đặt cây thoải mái ha. Về hầu như là các tỉnh miền Tây đó là số lượng ít, còn số lượng nhiều thì có xe tải đi rồi, còn ít hơn nữa là xe máy đi đó. Và cũng chia sẻ cô chú ở clip trước hắn cũng nói rồi, trong thời gian sắp tới là Chợ Lách Quê Thắng là cầu bắt hết. Nếu mà đi hướng từ Tiền Giang Mỹ Tho qua là mình đi qua cầu Bạch Miễu rồi cầu Hàm Luông là đi thẳng được tới Chợ Lách. Riêng các tỉnh như là phía dưới lên như là bên Vĩnh Long qua đó, Sóc Trăng, Trà Vinh, Hậu Giang, Đồng Tháp đồ qua thì phải đi Phà Đình Khao. Thì Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xây một cây cầu, có cầu rồi, chuẩn bị năm nay khởi công thì khoảng 2025 là nói liền. Trong tương lai thì những tỉnh phía dưới đi lên Chợ Lách sẽ rất là gần và không phải mắc phà nữa. Còn cô chú mà ở gần khu vực này thì xe máy Thắng giao hàng ngày thoải mái nha. Như là bên Dũng Liêm, Mang Thít, Vĩnh Long, Long Hồ, Cái Bè, Cai Lậy, Tiền Giang, rồi thành phố Mỹ Tho, vòng qua bên Trà Vinh, hướng bên đó là Thắng giao hàng ngày hết cho bà con chúng ta được. Còn riêng những cô chú chúng ta ở tỉnh Đồng Nai sẽ có xe giao hàng tuần, khu vực miền Đông cũng vậy. Và sáng ngày hôm nay Thắng xử lý hai đơn đi, đó là một đơn về Quảng Ngãi, một đơn về Thanh Hóa. Còn riêng bà con chúng ta ở phía Bắc có đặt cây thì xe điểm cuối bên Thắng về phía Bắc đó là ở thị trấn Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Mình có thể ra đó nhận hoặc là mình thuê tiếp xe mình vận chuyển về tỉnh của mình nếu mà tin tưởng mua cây bên Thắng. Còn riêng về số lượng ít là bên Thắng đi như thế này, các nhà vận chuyển đang có uy tín ở Chợ Lách thì Thắng sẽ gửi. Mà gửi về đi cũng mạo hiểm quá bà con ơi. Ngày nào hầu như đơn đến thì cũng có đền là bình thường. Nhiều khi đi tới nó héo nó gãy là bình thường nha, con nói hoài luôn. Uy tín con hứa được điều đó. Thì chủ yếu là con nói dịch vụ bên con đi là ở đâu bên con giao cũng tới. Quan trọng là cô chú thương con, đặt thiệt là được rồi. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa, bên con một cây vẫn gửi, nhưng một cây là bên con quy định là cô chú phải chuyển khoản tiền cây đủ, tiền ship mình gửi sau cho shipper nha. Một cây vẫn gửi nhưng mà tiền cây gửi đủ giùm con trước. Con nói trên đây luôn để bà con khỏi thắc mắc. Thì nhiều khi con bây giờ á, có một mình con, tánh con thì muốn nó chu đáo nhất, nên không có gọi là không có thuê người làm mà một mình thôi, nên xử lý nhiều công việc thì con xử lý rất là chậm. Những đơn nào dễ con làm trước, cái nào khó con làm sau. Nói chung là ai cũng vậy thôi, dễ làm trước thôi cô chú. Nên có nhiều đơn nó sẽ bị chậm, cô chú cũng thông cảm. Cái con mới tính nói gì quên nữa, ăn cơm vô cũng bị lẫn rồi. Thì đó cô chú cứ tham khảo đi. Bên con là thông tin nó rất là rõ ràng, cũng như là clip con sẽ lên hàng ngày cho cô chú chúng ta xem luôn, cập nhật thông tin bên con. Sáng nay thì con xử lý một số đơn á, Sài Gòn, An Giang, rồi Quảng Ngãi, Thanh Hóa.
Còn đây là tiếp tục ha, hôm nay là thứ hai là đầu tuần luôn, đóng gửi cho bà con chúng ta. À, mùa mưa sắp tới rồi thì cô chú mình tranh thủ đặt cây thời điểm này nè, mình đặt cây rồi tới mùa mưa trồng là ok, chứ tới mùa mưa cô chú đặt cây khi đó ai cũng suy nghĩ như mình. Đặt một lượt như vậy thì số lượng cây quá nhiều. Tuy ở quê con là trung tâm cây giống quốc gia nhưng mà một lần mà đặt số lượng quá nhiều thì cây nó cũng không có chất lượng nổi. Nhiều khi cô chú thấy con không có quay nhiều giống nhưng mà hầu như hỏi cây gì con cũng có, vì ở đây là trung tâm cây giống quốc gia mà. Cứ nhớ chợ lách, mình đặt ở đây nhà vườn nào cũng được, ở đây là bà con sẽ lựa chọn được giống nó ok, nó chuẩn. Hơi nắng thôi, mới ăn cơm no rồi. Bye bye cô chú nha. Mình cần gì cứ liên hệ con, số điện thoại đầu tiên là 0909225633 hoặc là bạn Vi là số 0904072565 để được tư vấn bán hàng. Cảm ơn cô chú nha. Bye bye.